mới thảy vô, mới bỏ vô nè. Mình đã luộc sơ rồi. À luộc sơ, bỏ chứ có sụn kia cũng vậy á. Dọn chung hai thứ đuốc lèo mới ra được cái đuốc kia. Hay quá. Cảm ơn cô. Chính thế này. Cái lò nước đẹp rất là ngon. Chí quách. Rồi, cảm ơn cô. Xin chào buổi sáng sớm mọi người nha. Bây giờ khoảng tầm chưa được 6 giờ sáng ở Sài Gòn mọi người ơi. Hôm nay thì mình qua quận 5 đi rất là sớm để chia sẻ cho mọi người về quán hủ tiếu của người Hoa ở đây. Quán tên là Minh Phát nha, của người Hoa. Thì mình tới đây cũng theo một cái lời gợi ý của một bạn trên kênh YouTube của mình đó. Đó. Quán này chủ yếu về hủ tiếu mì, thập cẩm, tôm cá, bọt kho, siêu quách tường. Địa chỉ là 5456 ở đường Đại Phường 2 quận 5, có số điện thoại luôn nè. Ok. Hôm nay thì mình đi rất là sớm mọi người. Mình đi rất là sớm, 6 giờ. Mình quay cho nó kỹ hơn về cái quán hủ tiếu của người Hoa. Kỹ với có thể thôi. Tại vì nghe cô nói cô chuẩn bị lúc 3 giờ rưỡi rồi. Đó, thì mình cũng không thể nào mà đi lúc 3 giờ rưỡi được. Mình đi tầm trước 6 giờ để mình quay một cái vài công đoạn cho người xem thôi. Anh chị các bạn mình tham khảo cái quán hủ tiếu của người Hoa coi như thế nào. Đó. Cái khâu bếp là bên đây, còn cái khâu mình ngồi là bên đây. Đây. Cái máy này là cái máy gì anh ha? Dạ, cái này là máy bơm dầu hồi anh. Cái này là hồi đó là đã có lâu lắm rồi. Cái thời này là cách đây cũng hơn thời điểm đó hai mấy năm là người ta đã xài rồi cái máy bơm. Người ta xài máy bơm bằng tay. Bây giờ người ta cải tiến lên, người ta xài máy bơm điện. Cái này là mình xài bằng dầu hôi. Dầu hôi là hút từ cái ống này lên. Hút từ cái ống này lên rồi sau đó mình mở, mình có thể dặn mở lớn nhỏ là ở đây. Sao mình không dùng bếp ga thò? Tại vì bếp ga nó có sẽ nó có hai ưu điểm, một lợi một hại. Nếu mà lợi á là nó không có nó sẽ không có ám khói đen này kia. Nhưng mà cái hại á là xài tới nửa chừng á là cái từng ga nó sẽ yếu. Nó bị tụt hơi á là mình không có ga yếu hơn. Ở đây mình sử dụng bằng điện luôn ha. Đúng rồi, xài điện. Cái này là xài điện 220 nên mình phải câu dây lên. Chứ mình để dưới á là sợ điện này kia. Cái khâu ngoài đây là mình để trùng hủ tiếu thôi. Đúng rồi. Hủ tiếu thôi. Hay quá mọi người. Đây là cái máy của người Hoa trùng hủ tiếu nè. Đó. Nấu á bị á bởi không có sống. Cái này là bánh phở nè, cộng lớn nè, thường người Hoa hay ăn nè. Còn cái này là mì trứng, mì dắt trứng á, từng dắt tính từng dắt. Một tô là thường 2 giác, nếu mà có ai ăn thêm một giác á, là cộng thêm 5.000 vô. Còn cái này là hủ tiếu dai sa đét. Còn cái này là bún gạo. Còn cái này là hoành thánh, chừng nào khách gọi là thì mình mới bỏ vô. Vậy là khi có khách thì mình mới làm. Đúng rồi, mình bỏ vô sớm á, thường da hoành thánh nó sẽ cứng, không được ngon rồi. Nhiệm vụ của anh ở đây là mình chỉ có trụng mấy cái gia vị này thôi. Rồi, cảm ơn ha. Dạ, cảm ơn. Cái này cái khâu làm xa xíu mà chia sẻ sơ cho mọi người thôi. Cái này cô cũng làm trước rồi. Đó. Này mình làm được lâu chưa cô? Cái xa xíu mình làm xa được. Xíu lúc đầu á thịt sống á mình chia đều được khoảng 20 phút. Được sơ rồi 20 phút á bỏ gia vị. Gia vị đường bột một tí bột ngọt thôi ha. Đường quan trọng là đường. Một tí bột ngọt với muối. Mình nam tới cỡ sắn, hơi sắn nè. Sắn rồi mà mình chở lên ha. Úp và chở lên nè. Vậy là mình luộc xong rồi mình mới ram. Cái này là sắp chín chưa cô? Sắp chín chưa? Này ngọt mới phân nửa Mới phân nửa rồi. Mới phân nửa nè. Với là màu thiên nhiên á, đường thánh ở ha. Chờ thêm này 10 phút nữa. Dạ, 10 phút. Nguội mới cắt ha. Cái này nguội mới cắt được. Mình đợi cho nó nguội mình mới cắt nó ra. Cái này là màu tự nhiên. Cái nước này mình còn có sử dụng gì nữa không cô? Không. Bây giờ xa xíu sẽ đợi 15 phút cho nó nguội mọi người. Bây giờ là cắt xa xíu. Xa xíu là ở giờ. Cái màu xa xíu rất là đẹp luôn. Đừng có lấy thịt đùi làm. Cái thịt nó thơm quá. Thịt nách á, phải ha, kiếm thịt hơi ngân á. Đừng có kiếm cái đùi. Này là mình thịt gì vậy cô? Thịt nách á. Thịt nách. Lần trước mềm nách. Hơn. Thịt đùi hơi dai ha. Mình không ăn. Mới giờ ăn khá xíu á, con bé không chịu. Đứa bé này khoái ăn cái này nè.
mình sẽ xíu con dày quá ha. Dạ. Vậy là mới ngon ha. Dạ. Sáng cho khách mà. Tán quán mà, đâu phải là bán đồ à. Cho gì ngon. Dạ. Mà cái xá xí này mình sao mình không làm thịt đùi được cô? Thịt đùi á bị hơi cứng. À, hơi cứng. Hơi xám dạ. Nhưng mà thành phần á làm da đợi hơn. Dạ. Đùi á thấy xá xíu hơn thì biết làm sao? Có làm da được 700, có này làm da chỉ có 600 cà lăm mà lúc á, lúc lại ha. Dạ. Đó, miếng thịt vậy là đó. Đó là thường xá xíu là. Có người á khách ăn xong á kêu ngọ. Dường lại bán cho về ăn con á nói không được cái này. Làm có hạn chế quán mình á, làm đủ bán thôi. Là vậy ha. À, cá lóc không? Cá lóc sống, dạ. Cá bông á, xuất khẩu á bây giờ 180 một ký. Ồ, ha, dạ. Mua cái này á. À, quá chừng là vậy. Đó, mình sửa mấy cái xương nữa. Dạ. Tuy là nói là phi đe nhưng mà mình cũng phải sửa lại đàng hoàng. Sợ mấy cái xương á móc cho bé tuổi dạ. Lớn ăn không được. À, phải sửa. Sống nha, yeah. Làm nó bao nhiêu tiền cũng phải trả cho người ta vậy á, yeah. Không có mua cá lóc bông xuất khẩu ở cắt xong mà lẻ tủ lạnh xong á hộp nào ra hộp nó ra đây. Tuột lên là giòn, không có mềm. Còn cá lóc là mềm, yeah. Cá lóc là rẻ tiền. Cá bông. Đây là cá lóc bông hả cô? Cá lóc bông, yeah. Còn bây giờ tại xuất khẩu á, bởi thành ra quá mắc, yeah. Cái này là cá. Cá. Yeah. Trụng lâu không vậy? Cá này trụng sơ, lâu yeah. Không có lâu. Còn to với nó trụng mới lâu. Dạ. Yeah. Thì nó hơi chín, còn cá thì trụng nó tái hơi chín quá, ăn không được. Yeah. Cái này là mình trụng dường như không được rất nhiều đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mất ít thôi. Cá nó lâu rồi trụng có gió. Đồ là đồ cá, còn là đồ mới không? Yeah. Qua đồ cũ. Dạ. Yeah. Thấy không? Trụng là đó. Thấy không? Trắng mà tươi. Ồ, quá ngon luôn không? Dạ. Sơ chừng. Vậy nó có chín. Chín thế này. Có loại nước đẹo quá, nước là ngon. Nước đẹo quá cũng thầm chiếu quá da. Nó chiếu quá là quá chừng quá này. Đây là tôm. Đồ phải chín cho khách. Còn đây là cực. Cực này là ra xíu. Dạ. Có ai thích ăn cực không mà cực. Dạ. Thập cẩm mà có 6 món. Ờ, thập cẩm mà có 6 món. Có này là chiếu quách. À. Cái này là bò. Trời, đây là không gian bán bưởi. Mình thấy ở bên đây là những cái nguyên liệu nè. Đó. Ở đây có cá lóc phi lê rồi. Mình có quay cho người xem rồi. Còn đây là cực, còn khao cực. À, mình phải ấp đá cho nó tươi hả chị? Dạ. Ok. Bên đây là những cái nguyên liệu. À, ở đây mình thấy có hai cái nồi, bên đây là nồi bò kho đúng không chị? Còn đây là nước lèo để mình ăn hủ tiếu. Dạ. Bò heo nè. Dạ. Ăn heo, không bò ăn bò. Đây là sườn. Dạ. Cái này là cá phi lê. À, cá phi lê. Dạ. Một tí nữa các khách ăn mà chụm lại. Đúng rồi. À, đúng. Đây là tôm. Dạ. Cái này với thêm mà nè. Dạ, rồi. Cái này là cực nè. À, mình trùng ít gì thôi. Dạ. Cái này là cá xíu á. Cá xíu, rồi. Cái này là nước sốt á. Ai ăn khô. À. Ăn khô mới ngon. Cái này là bò đó. Cái này là gân nè. Cái này là bắp. Dạ. Cái này là xíu quách nè. Xíu quách. Một tô thập cẩm hết là bao nhiêu hả chị? Tô thập cẩm hết là thêm tôm, cá, cực. Cá xíu. Cái hoành thánh, yeah. 50 ngàn. Còn nếu mà anh thêm miếng sườn thì sao? Thêm miếng sườn là có 5 ngàn. À, 5 ngàn. Có một xíu quách là 25 ngàn. Bán liền là 25 ngàn. À, chi kêu vậy? Một cục, dạ rồi. Hai cục là 5 ngàn. Hai cục là 50. Ít sườn mà cay á, wow, mấy bác sườn. Sĩ kiếm. Yeah. Không bỏ miếng màu, quán mình đặc biệt á. Cái này là sắp chín chứ cô? Sắp chín rồi. Cái này khoảng đâu 25 phút. Ôi thơm quá. Dạ. Ha. Dạ. Một tí chín đó mình sẽ quay cho mọi người xem. Dạ.
Rồi chín rồi mọi người, bây giờ là mình sẽ vớt lên trên. Ú, đã chưa, sườn nè, thơm phức luôn. Sáng á kìa, đúng rồi. Yeah. Còn bây giờ nấu nữa tiếp tục. À, nấu tiếp. À, không đủ bán á nè. Yeah. Ha, nấu hai suất á. Bây giờ suất này nấu cho coi đuôi nó vậy á. Dạ, cảm ơn cô. Yeah. Nguyên tuần là vậy. Ủa, cái đời của cô là đời đầu hay là đời thứ mấy của quán này? Hả? Của cô á. Nói chung ra là truyền thống là của ba chồng. Ba chồng. À. Dạ. Ừ. Cô là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ba má ở Trung Quốc. Qua bên Hàn Công. Nói chung là Hàn Công à, Hàn Công Hoa Lai ha. Dạ. Ba má chính công. Dạ. Ba là sư phụ, ba mất rồi. Dạ. Ở lại trước, bỏ đi, giờ mới là thảy vô, mới bỏ vô nè. Mình đã luộc sơ rồi. À, luộc sơ, bỏ chất á. Cái nước hầm này là mình lấy từ cái nước lèo ngoài kia. À, đúng rồi. À, dạ, cô mới giải thích, mình giải thích lại cho mọi người đó. Xong rồi cái nước lèo và sau khi mình hầm xíu quách này, mình để cho ngày mai. Mình để cho ngày mai mình sử dụng. Chứ hồi nãy nấu cái sườn kia cũng vậy á. Dạ. Dọn chung hai thứ nước lèo mới ra được cái nước kia. Hay quá. Cảm ơn cô. Ngon được á. Dạ, tinh tí nước lèo là nằm ở đây. Đường bột ngọt không á, hồi nãy mua 101.000 một ký. Mình hầm về là bao lâu cô? Cái này ít nhất coi cái sườn hơi mềm á, 15 phút, cái này là 1 tiếng rưỡi. Dạ. Ráng để coi mà 20 phút và 2 tiếng á, nói chung nha. 20 phút 2 tiếng đi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cái nước này là để ngày mai dùng là nước lèo. Dạ. Này thắng mỡ. Thắng mỡ. Dạ, thắng mỡ. Thường thì mấy ngày là mình thắng một nồi to vậy cô? Cái này cắt bán chậm mà 3 ngày đi bây giờ. Hồi xưa bán 2 ngày, 10 ký, ở đây 10 ký. Hồi xưa vậy là do ảnh hưởng của dịch hả cô? Ảnh hưởng dịch, bị ảnh hưởng dịch. Nhưng mà ai cũng nói mình vậy là ngon hơn mấy quán kia rồi. Mình cũng phải chịu thôi. Như đây khoảng bao nhiêu ký mỡ cô? Ở đây 10 ký, 10 ký, ở đây 10 ký nè. Dạ. Nó bỏ hành phi vô xong á. Cái giá này bằng giá cây hả cô? Giá không phải sàn cây. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Mình phải trộn liên tục nha cô. Đúng rồi. Bây giờ mới bỏ vô không có cho nó lắm cục ha. Nó nát rồi, có con chút mở da rồi á, giờ bắt đầu lâu lâu mới đáo lại. Dạ. Nó chét nó giòn á. Cũng quậy nữa. Dạ. Ác khét là khách cũng thích, chứ không phải điều điều vàng thôi, ăn có hộp tép mỗi mới thơm. Dạ. Con đứng ra mà thơm quá chừng luôn. Mua mỏ ngon, nó mua mỏ xa ha. Dạ. Mỏ này nó 80, bây giờ xuống lại rồi, 70.000 một ký. Lúc xuống là 80. Dạ. 70.000 ký mỏ. 70 đó nè, mới xuống á, kêu bằng, xuống rồi, xuống 10.000. Không dịch là 100 á. Ờ, bữa không 100 nữa. Trời ơi. Rồi. Cái này thẳng mỡ chín rồi mọi người, thơm quá chừng luôn. Vàng đều ra. Rồi, cảm ơn cô. Mình đứng rất là lửa ha. Cái bếp này rất là lạ mọi người ơi. Thì lần đầu tiên mình mới thấy người ta làm ra. Cái bếp đó mình làm lâu chưa anh? Là cái bếp này xài cũng xài đó giờ tới bây giờ luôn anh, xài từ lúc bán tới bây giờ luôn. Nghe mùi dầu hôi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhưng mà thường một cái đầu này là xài tầm cỡ 6 tháng là nó sẽ bị hư. À. Chứ không phải là xài vĩnh viễn nha, cái đầu này nè. Lửa kho lên mọi người rất là lớn luôn. Một ngày mình xài bao nhiêu lít rồi? Tầm cỡ cái thùng này là khoảng 10 lít à. 10 lít. Dạ. Nóng quá mọi người. Mình để cho nó nóng lên ha. Nước sôi cho cà sôi là mình nấu là ok. Quán của mình bán được bao lâu rồi? Dạ cũng trên 40 năm rồi ạ. 40 năm. Cũng người Hoa. Đó giờ cũng là con cung đường này luôn. Không có giờ địa điểm đó giờ. Mình là gốc người Hoa luôn. Dạ đúng rồi. Trước giờ mình về địa điểm mấy lần rồi? Dạ, giờ 5 lần ạ. 5 lần rồi. Nhưng mà toàn là
đúng cái con cung đường của Mỹ Lạc luôn ạ. Sau năm lần, sau năm lần về là cũng trên một con đường Huỳnh Mẫn Đạt luôn. Dạ. Cũng ở quận 5 luôn. À, rồi cảm ơn. Có hai loại là mình sẽ nhúng hai cái vợt khác nhau nè. Mình đụng là lửa nó phải sôi thay là sôi vậy. Tại vì chủ yếu là mì á anh. À. Mì muốn ngon là lửa phải sôi. À. Còn mấy cái kia là lửa tiêu tiêu cũng được. Tôi nào cũng có Hoành Thánh hết anh. Chỉ có Thập Cẩm hoặc là kêu Hoành Thánh. À, có Thập Cẩm. Thế là mình bán khoảng từ mấy giờ anh? À, tầm 5 giờ rưỡi là có thể bán tới 12 giờ rưỡi. Chỉ bán buổi sáng thôi? Dạ, chỉ bán buổi sáng thôi. Dạ. Nhưng mà sau này cũng có thể bán luôn buổi chiều tối. À, dạ. Anh là mình đời thứ mấy của quán này rồi? Em là, có thể nói là đời thứ 3. Đời thứ 3 rồi. Dạ. À, cảm ơn anh. Mình tên gì anh? À, em tên Kim Long ạ. Kim Long. Dạ. À, rồi. Mình đang chụp rất là kỹ luôn. Đang còn mình có tên gọi riêng gì cho cái máy này không? Cái này là máy bơm dầu hôi luôn. À, máy bơm dầu hôi. Máy bơm điện dầu hôi. Tiếng mì trứng. Sau khi anh em trụng xong thì ở phía trong sẽ có một chị phân chia nguyên liệu bỏ vào. Đây là hai tô tập cẩm mọi người ạ. Đó, trụng lại nha. Đồng phức luôn. Xa xíu mọi người, à, được hai miếng xa xíu. Dạ. Yeah. Món này món thập cẩm mà kêu là. Tô thập cẩm là 50 ngàn. Dạ. Yeah. Nhiều rất nhiều giò bánh ngọt. Dạ. Tí mỡ vô. Tí dầu mè nữa. Đó là miếng nước quá chậm. Nóng thơm hấp dẫn ghê. Dạ. Nó đẹp chiếu quá tổng cộng. Dạ. Dạ. Cho tí hành, tí muỗng. Chiếu quách đó kêu bạn. Hủ tiếu mì chiếu quách. Dạ. À. Hủ tiếu mì chiếu quách một tô bao nhiêu? 50 và à, kèm chung luôn ha. Dạ. Trời biết món nào món nào. Đây không gian mọi người, rau thì mình thấy người ta sắp sẵn ở trên đây. Một cái xe đó, một cái xe khu bếp. Rau giá nè, quán của người Hoa đó. Mọi người thấy không gian đó, vô cùng sạch sẽ, vệ sinh luôn. Bây giờ vẫn hơn 6 giờ rồi, trời sáng trưng lên. Quán có tên là Minh Phát nè. À, mình có thể ngồi ở bên đây hoặc là ở bên kia cũng có chỗ ngồi luôn. Tôi xem có một cái tấm bảng nè. Ồ, hủ tiếu mì từ đó.
chuẩn của người Hoa luôn. Đó, ở bên đây thì cũng có người ăn luôn. Còn bây giờ mình nấu không á, hay có mấy cái bọt li ti nè, anh thấy không? Đó, mình phải vớt một mớ một chút ra, cho nước trong lại, sau đó cho nước mới vô. Nếu mà nước kẹt quá mình nấu cái mì nó sẽ không ngon, ăn vô nó có bị đục quá. Ăn vô nó có mùi cho, nước cho, cái mùi nước cho của mì. Mình phải kỹ như vậy ha. Rồi, thường là một tô hai giác nha. Mình vũ vậy á, lúc mà mình nấu nó sẽ không bị đóng cục à. Kỳ quá mọi người. À, mình thấy cái bọt này là tí mình sẽ bỏ luôn ha. Đúng rồi, đúng. Thì có khách ngờ cô mới cắt như vậy. Mới dạ. Ngon được, để dạ. Tủ lạnh bảo đảm ở hàng đó ha. Khách dạ. Ở đây. Ồ, chắc có khách quen người ta mới biết quán cô có món này. Dạ. Cũng có nhiều người kêu nha. Dạ. Chứ còn thì... Lửa khách sẵn. Cắt sẵn làm sao biết làm sao á, dạ. Nó chạy bớt đi á, không có ngon. Đó, thấy một không? Cục tươi luôn. Để tủ lạnh ha, dạ. Bảo lâu lâu kêu thôi á này. Đó, cái á, ngon chưa? Dạ, một phần mà con thấy nhiều quá. À, một phần á vậy là cũng 50.000 rồi hả cô? 45 à. À 45 à. Chỉ có dạ. Thập cẩm chí quách mới 50 dạ. Ha. Dạ. Ôi, cái tô tái nhìn hấp dẫn quá. Tái kỳ lắm, cái luộc sẵn quá. Tôi xuống là để chặt hai pan tôi xuống. Món tái này. Dạ, rồi. Dạ. Nó luộc vậy nó tái á mày. Dạ. Cái này để em đi xung quanh đó mọi người. Đó. Bữa nay ăn hơi sớm, chắc giờ cũng hơi sớm. Nhưng mà tuy nhiên á, mọi người thấy quán sớm. Nhưng mà khách, mình thấy khách tới người ta cũng tương đối đông mọi người. Đó. Đây. Mình kêu hai tô thập cẩm. Đây vợ mình. Mình quay nhanh để cho vợ mình ăn. Nãy quên á, cứ kêu một tô thấy có là hai tô thôi ấy luôn. Đây một tô thập cẩm. Đó, nguyên liệu mọi người xem lại này, cá lóc phi này là tim. Có hoành thánh luôn mọi người, hai viên. Đó có cật nữa nè. Tôm. Tôm tươi rói à. Đặc biệt là xá xíu thì được mỗi tô được hai miếng. Đây là sườn. Sườn của mình một cái viên sườn như thế này á là 5.000, còn chiếc quách một cục là 25. Còn rau thì mình mới xin thêm. Rau thì đó, như thế này, tươi rói à. Hải đi luôn. Rồi. Đồ hoa thì họ rất là kỹ luôn. Cái nắp đỏ là giấm. Phải có hai nắp, một cái nắp đỏ là giấm, một cái nắp xanh đó là tương. Tại vì nếu mà không nhìn thấy nắp, mình không nhìn nắp thì màu đi chèn nha. Con chanh nữa nè. Ớt. Ớt này chắc cay lắm luôn á. Còn đây là sa tế. Tiêu. Rồi. Mình cho một tí ớt vào đi. Thường mình thấy ớt này ớt cay lắm. Rồi xanh xanh vậy thôi chứ. Đây mình thử cái nước. Cho một tí rau. Ôi, buổi sáng mà nhìn cái rau này là muốn ăn hết dĩa luôn. Đó. Mà hấp dẫn chưa. Chỉ giá nữa. Nghe cô nói là quán khoảng 40-43 năm. Ghê thiệt. 5 lần thay đổi địa chỉ vẫn còn nằm ở đây. Cô chơi con đường này nha, 5 lần thay đổi địa chỉ.
Dạ cảm ơn cô. Cà phê đá, cà phê sữa. Rồi, rồi. Cô mời mình hai ly bằng ly cói luôn. Cũng là à, đường là mình để đây. Không phải có cho rồi nhưng à, dạ. Mà khách yêu cầu em phục vụ dạ. Một ly hay là bao nhiêu cô? Cái này à, 12. Trời. Cái này 15. Một ly cói à mà có 12 ngàn đó. Dạ dạ cảm ơn cô. Rồi, thôi mình thử đi mọi người, không đó nó ngửi nước. Cái nước này nè, từ từ nó trong nha. Tôm cực kỳ tươi luôn. Mình thử đi. Wow. Nước cực kỳ thanh ngọt luôn mọi người ơi. Wow. Cảm ơn bạn đã gợi ý, một bạn ở trên YouTube đã gợi ý cho mình địa điểm này. À, một hai hai viên luôn. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi, thì một cái tô xí quách ra, tính như một viên thôi, mà cô đem hai viên thì theo cô chia sẻ đây. Mỗi ngày là cô dùng cái xí quách đây nè, để mình hầm nước lèo á, để mình nấu vị thử cái vị nước á, rất là thật ngọt. Thì ra này, từ cái lò nước này, mọi người thấy từ cái tỉ nè, ồ, nó phết rồi, vậy nó nằm trong cái lò nước lèo rồi. Đó. Và mình thấy xí quách này không phải nhiều đâu, vì các bạn mà đi sớm như mình vậy á, còn mai thì còn. Một cái tô đó chắc khoảng 50, một viên 25. Đó. Nước này cực kỳ thanh đạm luôn á, đậm đà. Rồi thưởng thức mọi người ơi, nó nhiều quá nó nguội mất. Mình mì trứng mọi người. Mì trứng. Mì trứng này rất là thơm á. Đó, hủ tiếu mì dai thì chị các bạn mình đã quen rồi. Mình kêu vừa hủ tiếu mì dai và mì trứng luôn. Có hủ tiếu mềm nữa. Buổi sáng mình nhìn cái tô này no tới chiều luôn. Mọi người thấy con tôm tươi không? Trời ơi, nó to hơn nó tay cái của mình luôn á. Cái này đó là bỏ sẵn nếu mà chưa lột chứ còn phở. Thấy chưa? Tôm tươi ngọt tươi luôn. Đây, tim mọi người, tim. Đó. Đồ tươi không mà mình ăn vào mình cảm giác thịt nó ngọt quá. Cá lóc nè. Cá lóc đi lên. Còn đây là miếng cặp mọi người. Đó. Mềm rực rực luôn. Miếng thường thì giá 5 ngàn. Thật tương đối nhiều. Đó, xí quách. Ăn cục bự, ôi hai cục to ghê luôn á, hồi nãy đem ra nóng hổi hả. Nhìn cảm giác bị khô mọi người, nhưng mà không phải nha, thật rất là mềm. Ngọt thật ghê. Hai nước lèo là giống nhau. Quá trời luôn, đây gân nè. Tại mình đi ăn, mình đi quay, mình quay chia sẻ cho mọi người thôi, chứ buổi sáng ăn này là hơi no lắm. À, anh chị các bạn thân mến, thì trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì mình cũng có mặt ở quận 5 để chia sẻ cho mọi người về quán hủ tiếu mì của người Hoa. Thường nếu mà một cái tên rất là bình dị dân dã, rất là hủ tiếu Tàu. À, cũng rất là lâu đời rồi, hơn 40 năm rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng quay cũng khá là chi tiết tới khoảng tầm mặt trời chưa lên và quay xong rồi, mặt trời cũng chưa có luôn.
Đó, thì theo cảm nhận của mình thì giá 50 ngàn một tô ở khu quận 5 này mọi người thì ok nha. Tại vì mặt bằng ở đây tương đối đắt đỏ. Chất lượng thì mọi người có thể xem video mình đánh giá được đồ tươi. Một tô rất là nhiều luôn. Ngoài hủ tiếu thì có mình thấy có sườn rồi xíu quách nữa. Đặc biệt thì chủ quán với anh chủ đây rất là dễ thương, mà ngay cả những người làm cũng vậy nữa. Anh chị các bạn mình nếu mà có yêu thích món người Hoa thì có thể ghé qua địa chỉ này. Thời gian và địa chỉ thì mình ghi ở phần bình luận đầu nha. Bây giờ xin bye bye và hẹn gặp lại hai cô chủ. Rồi cảm ơn anh và cô, rất là dễ thương mọi người. Còn bây giờ là mọi người thêm ngoài đường nè, chưa có mặt trời chưa lên nữa thì mình phải về sớm. Lần đổi vị trí thì bây giờ là quán hủ tiếu đã về về địa chỉ đây. Ok, xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.